Lỗi này là lỗi cực kỳ nghiêm trọng, lỗi này không thể khắc phục được, không thể mở được file này nữa, file này coi như vứt đi luôn nhá. Thế thì các bạn nhìn vào cái tiến trình này này, đang đến 52% này, processing này nhá, đến 52% thì nó thông báo chúng ta là đang load cái file map này thì bị lỗi này. Thế thì các bạn biết rằng à, lỗi này là lỗi ở file map, chứ còn những cái file link chẳng hạn như link tầng hầm vào đây này, link tầng 1 cơ điện vào đây này, link tầng 2 cơ điện vào đây này, hay link trục cơ điện vào đây này, hay là link kiến trúc, link kết cấu, link file grid vào đây này, không, chưa đến những cái file đó, nó không phải lỗi ở những file đó đâu, mà nó lỗi là lỗi ở cái file này. Thế nên là các bạn phải chú ý cái tiến trình này thì chúng ta mới tìm ra được lỗi thực sự là gì. Video này sẽ là video rất bổ ích dành cho các bạn. Hãy xem hết video này nhé. Trước khi đi vào nội dung bài học là lấy lại file backup của dự án, chúng ta sẽ xem vấn đề là gì. Xin mời các bạn theo dõi một số thao tác sau. Tôi bấm vào Open và mở một dự án Revit như bình thường. Đây, tôi sẽ chọn vào file này. Thì đây là file Central. Tôi nhận ra nó là file Central bởi vì nó sáng cái chữ Detect from Central lên. Và khi nó sáng như thế này, chúng ta phải tích vào. Khi tích vào thì nó mới cho phép chúng ta mở lên và sửa. Còn nếu các bạn không tích vào thì nó vẫn cho các bạn mở lên nhưng không cho các bạn sửa. Rồi, chúng ta sẽ bấm Open. Một cái bảng tiếp theo sẽ hiện ra. Chế độ phía trên chúng ta sẽ mở ra và giữ lại file Central. Trường hợp bên dưới là mở ra và hủy file Central. Vậy chúng ta sẽ chọn một trong hai cái nào cũng được, tùy vào cái nhu cầu của các bạn nhé. Tôi sẽ chọn chế độ ở trên chẳng hạn này, lựa chọn chế độ trên. Và các bạn sẽ chờ để ý giúp tôi cái tiến trình mở file nó chạy ở phía bên dưới này. Khi nó chạy thì bên dưới này nó sẽ thông báo cho các bạn là nó đang mở file gì. Và nếu như file của chúng ta mở ra mà bị lỗi, chúng ta nhìn tiến trình ở đây chúng ta sẽ biết được là à, nó đang bị lỗi cái file này. Ví dụ như đây là đang mở file map đây này, map L1R21. Rồi nếu như có những file link, nó cũng sẽ load file link kiến trúc, file kết cấu ở đây. Đấy, thế thì nếu như mà nó bị lỗi ở cái điểm nào thì chúng ta sẽ biết à, nó bị lỗi ở cái file đó. Trong trường hợp này các bạn sẽ thấy đây là một lỗi nha. Lỗi này là lỗi cực kỳ nghiêm trọng, lỗi này không thể khắc phục được, không thể mở được file này nữa, file này coi như vứt đi luôn nhá. Thế thì các bạn nhìn vào cái tiến trình này này, đang đến 52% này, processing này nhá, đến 52% thì nó thông báo chúng ta là đang load cái file map này thì bị lỗi này. Thế thì các bạn biết rằng à, lỗi này là lỗi ở file map, chứ còn những cái file link chẳng hạn như link tầng hầm vào đây này, link tầng 1 cơ điện vào đây này, link tầng 2 cơ điện vào đây này, hay link trục cơ điện vào đây này, hay là link kiến trúc, link kết cấu, link file grid vào đây này, không, chưa đến những cái file đó, nó không phải lỗi ở những file đó đâu, mà nó lỗi là lỗi ở cái file này. Thế nên là các bạn phải chú ý cái tiến trình này thì chúng ta mới tìm ra được lỗi thực sự là gì. Thì cái file này, đây là một cái lỗi mà nó đang báo là mất khá nhiều các đối tượng và nó không thể mở được file đấy lên. Thì cái lỗi này không thể khắc phục được. Và khi gặp cái tình huống như thế này, bắt buộc các bạn sẽ phải bấm Close và chúng ta sẽ phải sử dụng tới một cái thư mục, nó có tên đó là Backup. Thư mục này là thư mục auto tự động tạo ra nếu, nghe kỹ nhá, nếu file này là file Central. Nếu file này là file Central thì nó sẽ tự động tạo ra cái folder backup này. Thế còn nếu cái file này nó là file bình thường thì nó sẽ sinh ra cái đuôi dạng như này. Đây, nó sẽ sinh ra cái đuôi các bạn thường hay thấy ban đầu nếu mà chúng ta chưa tạo file Central. Nó sẽ sinh ra cái đuôi là 0001 này, xong rồi lại tiếp tục là 0002. Đấy, cái này chắc là các bạn sẽ thấy rất quen thuộc, 02. Rồi nó sẽ tăng dần lên. Nhưng mà các bạn biết là cứ mỗi một lần như này thì nó tăng cái dung lượng này lên đáng kể. Và nó khiến cho cái file của chúng ta, cái folder ấy, nó khá là rác vì nó tạo ra nhiều cái file như thế này. Và đôi khi mở chúng ta sẽ bị nhầm lẫn, mở cái file này sẽ là file mới nhất nhưng mà đôi khi lại mở nhầm những cái file này. Thành ra là tôi luôn khuyến khích các bạn dù vẽ dự án lớn hay dự án nhỏ, chúng ta luôn luôn là tạo ra file Central để nó tạo ra cái backup như thế này nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy lại cái file Revit xem bằng cách nào. Các bạn quay trở lại phần mềm Revit này, vào giúp tôi cái phần có tên là Collaborate. Nếu mà nó đang ở cái giao diện như này thì các bạn chỉ cần bấm vào cái nút này, rồi sẽ vào Collaborate, sau đó chọn là Restore Backup. Restore Backup này dẫn đến cái thư mục, cái folder mà có chứa cái chữ backup đấy. Rồi các bạn bấm Open. Nó không phải là mở file Revit đâu nhé, mà nó mở folder đây. Bấm Open này, các bạn sẽ nhìn thấy là nó ra một cái bảng ở đây. Đây, một cái bảng như này. Và đây là version. Đây là version này. Đây là lưu bởi cái người tên là như thế này. Và cái ngày tháng lưu ở đây. Nếu cái danh sách này nó mà dài ấy, thì các bạn hãy chọn cái phiên bản, cái ngày tháng gần nhất, gần cái ngày tháng lưu cái file bị hỏng nhất. Rồi sau đó các bạn chọn là Save As, lưu lại. Đây, tôi sẽ lưu đè lên cái file cũ ở đây chẳng hạn, hoặc là tôi sẽ lưu thành một cái file mới 2021 để các bạn dễ phân biệt nhé. 021 này,
rồi bấm save, lưu nó lại như vậy, thì cái file này sẽ là cái file có thể mở được hoặc không thể mở được. À, tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì nếu như mà mở được ấy, thì chúng ta dùng luôn, nhưng mà không thể mở được ấy, thì nó vẫn là cái file lỗi. Tức là cái phiên bản của chúng ta ở đây, cái phiên bản này đang là phiên bản lỗi nhá. Nó đang có cái ngày là mùng 3 tháng 10 năm 2023. Thì có thể cái phiên bản ngày mùng 2 tháng 10 cũng vẫn bị lỗi, ngày mùng 1 tháng 10 vẫn bị lỗi, ngày 30 tháng 9 vẫn bị lỗi, nhưng mà có thể ngày 29 nó lại không bị lỗi. Thì các bạn sẽ mở dần. Và tới khi nào mà mở được thì các bạn sẽ lưu nó lại thành một cái file mới. Đây cái file này 265MB ở đây. Và file này sẽ là file dùng được. Đây các bạn thấy là nó đã mở lên cho chúng ta luôn. Sau khi mở lên được như thế này rồi thì lời khuyên của tôi đó là các bạn hãy vào phần Insert này, rồi tiếp tục chúng ta sẽ mở cái bảng quản lý link lên. Đây cái bảng quản lý link là bảng Manage Link này. Các bạn vào giúp tôi cái tab IFC này, có file nào chúng ta bỏ đi này, Cat này, có những cái file nào đây các bạn loát bỏ hết đi giúp tôi. Remove này, Remove chúng ta bỏ hết đi nhá. Những cái file này sẽ là những cái file mà có thể gây ra lỗi, chứ tôi không khẳng định 100% là những cái file này sẽ gây ra lỗi nhá. Rồi tiếp tục ở những cái folder này các bạn xem đấy là có những cái file nào mà rác không cần thiết chúng ta sẽ xóa bỏ đi. Bấm OK. Tiếp tục chúng ta sẽ vào cái mục có tên là Family. Các bạn tìm đến những cái Family mà không sử dụng đến hãy bỏ nó đi. Thông thường thì chúng ta hay rơi vào cái mục có tên đó là Plumbing Fixture là 1, Mechanical Equipment là 2. Nha, mục này là 1 này. Mục Plumbing Fixture là 2 này, mục Generic Model là 3 này, mục Duct Accessory là 4 và mục Pipe Accessory là 5. Thông thường đây là 5 cái folder mà các bạn hay load Family vào rồi bỏ không ở đấy không sử dụng. Nhanh nhất thì các bạn bấm giúp tôi lệnh PU hoặc là vào phần Manage này, tìm đến cái thằng có tên là Purge Unknown. Chúng ta sẽ phát hiện ra được những cái đối tượng thừa chúng ta không sử dụng thôi. Đây các bạn nhìn thấy là có rất nhiều các đối tượng mà chúng ta có thể hoàn toàn loại bỏ đi được. File này sẽ nhẹ hơn rất nhiều nếu các bạn loại bỏ đi những cái đối tượng mà không sử dụng đấy. Đây chúng ta mở ra, đây các bạn nhìn thấy phần Family ở đây, phần Mechanical Equipment. Loại rất là nhiều thứ vào nhưng mà chúng ta lại không sử dụng tới. Thế các bạn hãy xóa bỏ bớt nó đi. Khi xóa bỏ bớt đi như này thì cái file nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Rất nhiều bạn cũng cậy cái máy tính của mình cấu hình nó khỏe, thế nên là dung lượng lớn cứ vẽ. Nhưng mà cái vấn đề mỗi lần chúng ta mở, mỗi lần chúng ta synchronize đấy, nó sẽ bị chậm lại, hiệu suất nó sẽ giảm. Đặc biệt nếu các bạn mà làm việc nhóm nhiều người thì cái thời gian lãng phí của cả nhóm nó sẽ tăng dần lên. Chúng ta vẽ một ngày sẽ mất một chút thời gian, nhưng mà chúng ta vẽ một dự án thì sẽ là 1 năm, 2 năm thì tổng số lượng thời gian lãng phí của các bạn nó sẽ chiếm rất nhiều. Bởi vậy chúng ta phải hướng tới việc là quản lý khoa học cái file này nhá. Nếu dung lượng nó lớn chúng ta bỏ bớt rác đi, giảm thiểu cái dung lượng xuống. Mà nếu như làm hết những cái việc đó rồi mà dung lượng nó vẫn nặng ấy, thì các bạn hãy tách nhỏ cái file này ra. Chúng ta có thể tách thành zone 1, zone 2, zone 3. Và cái việc gộp tách ấy, tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn ở bài học 2.9 rồi bài học 2.10. Đây là một cái mẹo để phục hồi lại file Revit khi bị hỏng. Các bạn có thể lưu lại để sử dụng khi gặp tình huống tương tự nha.